bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió xe, sương trùng trình qua ngõ, dường như thu đã về. Mùa thu luôn là khoảng thời gian nên thơ và mơ mộng nhất trong vòng xoay thời gian 365 ngày của một năm. Dù nó ngắn ngủi nhất và cũng để lại nhiều tiếc nuối nhất khi đã đi qua. Một buổi sáng thức dậy, chợt nhận ra thành phố nơi mình đang sống đã vào thu với nắng trong veo, vàng đượm như rót mật. Gió rè rẽ la đà với những hàng cây xanh mát vươn mình giữa vòng trời cao xanh vời vợi. Một buổi sáng mùa thu tiết trời đẹp như thế này mà không đi ra đường thì thật là có lỗi với thiên nhiên nhở. Vậy thì hãy cùng chúng mình khám phá điểm hẹn mùa thu tại Thanh Hóa nhé. Nằm nép mình khiêm nhường nơi góc phố nhỏ giữa những tán cây xanh, quán cà phê mang cái tên khá đặc biệt, Tiệm Lười, đã thu hút chúng tôi bởi không gian khá thoáng đãng, chan hòa ánh nắng, vô cùng lý tưởng cho một buổi sáng cuối tuần rảnh rỗi. Mới khoảng 8 giờ 30 phút sáng mà khách đã ngồi gần kín các bàn. Ngoài menu đồ uống đa dạng và nhiều góc check-in siêu thơ mộng, thì điều thu hút chúng tôi khi bước vào quán chính là hương thơm ngào ngạt của món xôi cốm đang được chị chủ quán tự tay đồ ở một góc sân. Một món ăn đặc sản của Hà Thành đã có mặt tại Thanh Hóa. Chị ơi, em mới chỉ được ăn xôi cốm ở ngoài Hà Nội thôi, còn đây là lần đầu tiên mà em được thưởng thức món xôi cốm tại Thanh Hóa mình. Vậy thì tại sao chị lại có ý tưởng mang món xôi cốm đặc sản của Hà Nội về với Thanh Hóa ạ? Chị đã có một thời gian ở Hà Nội rất là lâu. Hơn 10 năm chị ở Hà Nội và chị yêu cái thời tiết của Hà Nội vào mùa thu. Và mùa thu của Hà Nội thì đặc sản chính là xôi cốm. Mà xôi cốm ở Hà Nội thì không phải ở đâu cũng có. Tức là khi mà mình đã thưởng thức xôi cốm ở Hà Nội rồi thì ăn ở những nơi khác thì mình thấy nó không đúng. Cho nên là chị muốn mang cái hương vị của Hà Nội về đây để cho mọi người dân Thanh Hóa được thưởng thức. Chị ơi, vậy để làm ra một nồi xôi cốm ngon thì mình cần có những nguyên liệu gì ạ? Để làm một nồi xôi cốm thì tất nhiên là mình phải có cốm. Và cốm là như chị chọn là cốm tươi. Thì giá thành của cốm tươi nó đắt hơn cốm khô, cốm bình thường tầm gấp 5 lần ạ. Còn ngoài ra thì mình phải cần có sen, hạt sen tươi cộng với dừa tươi. Tất cả nguyên liệu em đều phải chọn tươi thì nó mới ngon. Chị ơi, bí quyết để có một món xôi cốm ngon chuẩn vị Hà Nội là gì ạ? Có hai cách làm, nhưng mà cái cách tốt nhất là mình đồ hai lần. Khi mà mình đồ một lần đầu tiên xong, mình cấp đông, xong mình sẽ đồ lần hai. Khi nào khách ăn thì mình mới đồ thôi. Chứ nếu mà em đồ một lần thì nó sẽ bị nhão hoặc là vón cục. Và khi mà mình mang món xôi cốm bán tại cửa hàng thì hiệu ứng của khách hàng như thế nào ạ? Họ có yêu thích món xôi cốm này không ạ? Lần đầu tiên mà chị mang cái xôi cốm này về á, thì chị đăng lên Facebook là cái hiệu ứng rất là tốt. Có thể là cái thời điểm giao mùa giữa mùa hè và mùa thu ấy, là thời tiết nó khá là đẹp. Trong vòng một tháng thì cái lượng doanh thu của quán từ xôi cốm và các món từ cốm nó lên gấp 5 lần. Cốm non là thức quà thơm thảo từ đồng ruộng, truyền qua bao đời, trở thành món đặc sản hấp dẫn. Giữa rất nhiều món ăn ngon được làm từ cốm, xôi cốm được xem là món ăn dân dã, đậm hồn quê. Tuy mộc mạc, bình dị nhưng đủ sức làm thực khách muôn phương mê mẩn. Hương vị cốm quyện cùng vị bùi ngọt của đậu xanh, hạt sen ninh nhừ, béo ngậy từ dừa thái sợi đã làm siêu lòng biết bao thực khách đã một lần thưởng thức. Mùa thu về, được thưởng thức gói xôi cốm bọc trong lá sen thơm ngon giữa tiết trời thu mát dịu là thú vui yêu thích của nhiều người. Vừa thưởng thức xôi cốm hay những thức quà bánh mùa thu, vừa nhâm nhi cà phê và ngắm phố phường, trở thành trào lưu được nhiều bạn trẻ Hà Nội check-in trải nghiệm. Nhờ có những người trẻ làm dịch vụ và du lịch sáng tạo như chị Giang, mà mùa thu xứ Thanh lại có thêm những gam màu ngọt ngào và nên thơ, chẳng kém gì mảnh đất kinh kỳ. Ở một cái không gian như này, có những món đặc trưng của mùa thu, Thanh Hóa mình sẽ thu hút được rất nhiều du khách đến và check-in ở một không gian rất là tuyệt vời như thế này. Mình nghĩ là đối với mình cũng giống như nhiều bạn khác thì mùa thu luôn là một cái mùa mà gây thương nhớ đối với tất cả mọi người. Và mình chọn cái quán này để làm việc là bởi vì ở không gian ở xung quanh đây nó có rất là nhiều cây khiến cho mình có cảm giác được hòa mình với thiên nhiên. Nên là mình sẽ có cảm hứng làm việc hơn. Mình nghĩ là ở đây cũng cung cấp rất nhiều các loại đặc sản
vào mùa thu. Và đây là một mô hình rất là hay để mà thu hút mọi người đến để thưởng thức. Ngoài xôi cốm thì cà phê trứng cũng là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo dành cho mùa thu. Ngoài ra thì tại đây còn có những thức quà được chế biến từ cốm như là mochi cốm, cốm xào và bánh dứa. Thu đến thật rồi, mọi người hãy cùng ra ngoài và thưởng thức không khí mùa thu Thanh Hóa nhé!